bức ảnh, một ngày vất vả của bé gái 5 tuổi gây sốt mạng xã hội. Trước khi tới trường trong ngày đầu tiên quay trở lại trường mầm non, Lucy, 5 tuổi, trông rất xinh xắn, gọn gàng và phấn khích. Nhưng khi kết thúc một ngày học và trở về nhà, cô bé trông như thể đã có một ngày rất khó nhọc. Người mẹ chị Jillian Falconer đã ghép ảnh để cho thấy sự khác biệt hài hước và đăng tải lên mạng khiến bức ảnh lan truyền nhanh chóng. Cô bé Lucy Falconer, 5 tuổi, đến từ thành phố Glasgow, Scotland, thoạt tiên trông rất phấn khích khi chuẩn bị cho ngày đầu tiên quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè. Nhưng khi kết thúc một ngày học, mẹ cô bé vừa sửng sốt vừa buồn cười khi chứng kiến bộ dạng của con gái lúc trở về nhà. Mẹ của cô bé cũng khá bất ngờ khi bức ảnh ghép của con mình được lan truyền trên mạng và trở thành bức ảnh hài hước khiến cư dân mạng phát sốt. Chị Jillian Falconer, mẹ của cô bé Lucy, chia sẻ: "Tôi nghĩ Lucy đã có một ngày rất vui vẻ khi được gặp lại các bạn ở trường mầm non và hẳn các bé đã có một ngày vui chơi đến mệt nhoài. Khi bé trở về nhà tôi có hỏi, con làm những gì ở trường hôm nay? Bé chỉ đáp, không làm gì nhiều đâu mẹ." Chị Jillian đã là mẹ của 4 người con, trong đó cô bé Lucy hiện là con út. Lucy bé nhất nhà và là một quý cô tinh quái, thường cô bé khá nhút nhát nhưng khi ở bên các anh trai của mình thì siêu quậy. Sau ngày đầu tiên quay trở lại trường học, Lucy dường như bị ngốn khá nhiều sức lực. Tối hôm đó, cô bé đi ngủ sớm. Cô bé không hề hay biết rằng mình đã vừa trở thành nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội và khoảnh khắc hài hước của mình đã gây sốt trên mạng tới mức nào. Bích Ngọc, theo Daily Mail. Bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để nhận được nhiều thông tin mới nhất.